thị trường đánh võng trong phiên. Giá vừa nhúng xuống, tiền liền múc ngay. Thị trường đánh võng thành hai nhịp khá rõ trong phiên hôm nay. Nhịp đầu tiên giảm kéo dài suốt buổi sáng đến tận đầu phiên chiều, sau đó là một nhịp phục hồi khá tốt. Thanh khoản thấp trong lúc này lại là tín hiệu tích cực cho thị trường khi cung không có cầu đến một giá nào đó, không chờ được nữa sẽ bộc nhảy vào. Từ chỗ giảm sâu nhất hơn 5 điểm, VN Index kết phiên tăng 7,12 điểm tiến về vùng giá 1.150 điểm. Độ rộng từ chỗ giảm áp đảo đã quay lại thế cân bằng cuối phiên với 265 mã tăng trên 213 mã giảm. Chứng khoán trở thành động lực chính kéo thị trường hôm nay với mức tăng 3,83% nhờ thông tin tích cực từ hệ thống KRX. Riêng FTS bật tăng hết biên độ, SHS tăng 5,2%, MBS tăng 4,44%, SSI tăng 3,98%, Việt Nam đồng tăng 3,74%, VCI tăng 4,88%. Tiếp theo là nhóm khai khoáng tăng 2,21%, bộ đôi PVS và PVD tăng lần lượt 4,23% và 6,11%, nhựa hóa chất tăng 2,03%, xây dựng tăng 1,06%, bán lẻ tăng 1,45%, ngân hàng và bất động sản tăng lần lượt 0,33% và 0,03%. Đi kèm với đó là top cổ phiếu kéo thị trường đi lên gồm GVR kéo 0,65 điểm, VCB kéo 0,56 điểm, VIC kéo 0,52 điểm, SSI kéo 0,48 điểm. Ở chiều ngược lại, VHM là tội đồ kìm hãm đà tăng của chỉ số dìm 0,65 điểm. Thanh khoản ba sàn hôm nay lại xuống mức thấp khớp lệnh 14.600 tỷ đồng cho thấy cung hạn chế. Nước ngoài hôm nay mua dòng nhẹ không đáng kể 22,8 tỷ đồng chủ yếu gom SSI, VCB và xả dòng VHM, VID, VPB, SAB.